Trời ơi, không thể tin nổi. Tôi đã vào trong. Vào trong cái gì? Không, không. Cho anh về đi. Ngồi im. Và thế là hết rồi. Trong một chiều em nói với anh. Cô dâu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng. Biết nói chỉ đây một câu. Câu gì? Một câu đưa làng về dinh. Ôi trời. Chiều buồn nghẹn ngào buông lơi chút ánh sáng nhạt nhòa. Tựa như huy vai tiếp tục chụp thôi. Wow. Chúc mừng anh. Cảm ơn anh. Đây là studio chụp đẹp nhất. Anh rất ưng ý. Vậy em gửi anh hóa đơn. Hả? Thanh toán anh nghe. Cậu đưa hóa đơn nhầm người rồi. Làm gì có ông nào lấy vợ mà còn tiền.